Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh Anime TV. Hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2020, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Trump phản đối gói 900 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ dịch COVID Vũ Hán muốn tăng gấp 3. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22 tháng 12 đã lên tiếng phản đối gói hỗ trợ dịch COVID Vũ Hán do lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đồng thuận. Ông gọi đây là sự xấu hổ và yêu cầu các nghị sĩ tăng gấp 3 lần khoản chi dành cho người Mỹ. Ngày 21 tháng 12, cả hai viện thuộc Quốc hội Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ cho dịch COVID Vũ Hán trị giá 900 tỷ Mỹ Kim. Dù không tuyên bố cụ thể rằng sẽ không ký gói hỗ trợ mới, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ không chấp nhận nó. Đây thật sự là một sự xấu hổ. Tôi yêu cầu Thượng viện sẽ sửa chữa đề xuất này và tăng mức 600 Mỹ Kim thấp một cách vô lý lên 2.000 Mỹ Kim hoặc 4.000 Mỹ Kim cho mỗi cặp đôi, ông Trump tuyên bố. Khoản chi 600 Mỹ Kim mà Tổng thống Mỹ nhắc tới là tiền hỗ trợ dành cho đa số người Mỹ. Tôi cũng yêu cầu Thượng viện lập tức loại bỏ các điểm phí phạm và không cần thiết khỏi luật này, rồi gửi lại cho tôi một dự luật phù hợp hơn, ông Trump nói thêm. Theo hãng tin AFP, số bệnh nhân tử vong vì dịch COVID Vũ Hán ngày một tăng giữa làn sóng tái bùng phát tại Mỹ. Các nhà lập pháp của cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cuối cùng đã đạt được đồng thuận về gói hỗ trợ mới sau nhiều tháng mắc kẹt giữa nhiều vướng mắc. Bất cứ sự trì hoãn nào thêm cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Gói hỗ trợ này dùng để cứu hàng triệu người lao động thất nghiệp. Trước khi khoản hỗ trợ thất nghiệp của họ hết hạn, người Mỹ cũng sẽ nhận thêm một khoản trợ giúp mới từ kế hoạch này. Nhiều hỗ trợ chính phủ hơn sẽ đến tay các doanh nghiệp nhỏ, trong khi các gia đình cũng nhận được trợ giúp trong việc thuê nhà. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ không bị truy tố sau thẩm vấn. Công tố viên Nhật Bản sẽ không buộc tội cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi thẩm vấn ông liên quan đến việc dùng quỹ chính trị tổ chức tiệc tùng. Hãng tin Kyodo News ngày 22 tháng 12 dẫn các nguồn tin thân cận tiết lộ thông tin trên sau cuộc thẩm vấn tự nguyện của ông Abe với văn phòng công tố Tokyo ngày 21 tháng 12. Ông Abe từ chức hồi tháng 9 năm 2020 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, vị cựu Thủ tướng Nhật Bản thời gian qua đối mặt với sức ép dư luận về các nghi ngờ liên quan chuyện văn phòng của ông đã che đậy những khoản chi tiêu, tổ chức tiệc tùng mời những người ủng hộ chính trị. Việc này có thể là sự vi phạm với các luật quản lý, chi tiêu quỹ chính trị. Các công tố viên đã lập hồ sơ điều tra thư ký của ông Abe về những khoản chi tiêu, không báo cáo liên quan tới 40 triệu yên, và yêu cầu ông Abe phải trả lời thẩm vấn về vụ việc. Những người thân cận với ông Abe cho biết, viên thư ký đã giải thích không đúng khi ông hỏi về vấn đề này và cựu Thủ tướng Nhật chỉ mới biết gần đây về việc che đậy các khoản chi tiêu. Ông Abe được cho là đã phủ nhận liên quan đến bất cứ hành động sai trái nào. Dù không bị buộc tội, sức ảnh hưởng chính trị của ông Abe cũng sẽ bị suy giảm. Cuộc điều tra này có nguy cơ gây hệ quả tiêu cực với Thủ tướng đương nhiệm Suga. Thời gian qua, tỷ lệ ủng hộ ông Suga đã giảm mạnh do người dân chưa hài lòng với cách ông xử lý đại dịch COVID Vũ Hán. Ông Suga gây phản ứng mạnh từ dư luận vì đã tham gia các cuộc hội họp cuối năm, trong khi lại yêu cầu người dân Nhật tránh các sự kiện tiệc tùng như vậy trong lúc số ca nhiễm dịch COVID Vũ Hán gia tăng. Thưa quý vị, chiến đấu cơ Hàn Quốc chặn hàng loạt máy bay Nga, Trung Quốc. Hàn Quốc hôm nay ngày 22 tháng 12 cho biết các chiến đấu cơ nước này đã xuất kích để đáp trả vụ 19 máy bay quân sự Nga, Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không. Hai hãng tin Reuters và Yonhap dẫn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS cho biết, ban đầu, 4 máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc phía trên biển Đông Hải, sau đó là 15 máy bay Nga bay vào từ khu vực phía Bắc. Quân đội Hàn Quốc đã điều động các máy bay chiến đấu của không quân tiến hành các biện pháp tác chiến. Giới chức Hàn Quốc cho hay, trước khi tiến vào vùng nhận diện phòng không của nước này, quân đội Trung Quốc đã thông báo cho Hàn Quốc rằng các máy bay nước này đang tham gia huấn luyện như thông lệ. Sự việc vừa xảy ra dường như là một cuộc diễn tập quân sự chung giữa Trung Quốc và Nga, nhưng vẫn cần phân tích sâu hơn, thông báo của GCS viết. Vùng nhận diện phòng không không phải không phận và không bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo thông lệ quốc tế, một máy bay chiến đấu của nước ngoài phải thông báo trước khi tiếp cận để tránh các xung đột ngẫu nhiên.
Tháng 7 năm 2019, chiến đấu cơ Hàn Quốc phải bắn hàng trăm phát đạn cảnh báo về phía máy bay quân sự Nga đang tập trận trên không trung với Trung Quốc khi máy bay hai nước này đi vào không phận của Hàn Quốc. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Canada chặn công ty Trung Quốc mua mỏ vàng ở Bắc Cực. Canada đã từ chối kế hoạch của một công ty Trung Quốc nhằm mua một mỏ vàng ở Bắc Cực, động thái có thể khiến căng thẳng ngoại giao giữa hai nước leo thang. Chính phủ Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã loại bỏ kế hoạch của công ty khai thác vàng Sơn Đông của Trung Quốc nhằm thu tóm công ty Canada TMAC Resources bên sở hữu mỏ vàng Hope Bay của Bắc Cực. Trị giá của thương vụ mua bán này là 165 triệu Mỹ Kim. Dự án này nằm ở Nanuvut tại khu vực phía bắc xa xôi của Canada. Tuy nhiên, nó không chỉ ở trữ lượng vàng lớn, mà Hope Bay còn nằm trên tuyến đường biển nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương qua Bắc Cực. Dù tuyến đường này vẫn đang đóng băng và khó di chuyển trong nhiều năm, nhưng các nhà khoa học nói rằng biến đổi khí hậu sẽ sớm giúp làm thông tuyến đường, tạo nên con đường thủy kết nối châu Âu và châu Á ngắn hơn hiện nay. Giá trị chiến lược của khu vực và tiềm năng chưa khai phá của Hope Bay đã khiến các thành viên của phe đối lập Canada và các cựu quan chức chính phủ kêu gọi Thủ tướng Trudeau chặn thương vụ. TMAC Resources ngày 21 tháng 12 cho biết Canada đã ban hành lệnh ngăn công ty Sơn Đông thâu tóm TMAC, viện dẫn đạo luật đầu tư Canada. Công ty Sơn Đông ngày 22 tháng 12 cũng xác nhận thông tin và viện dẫn quyết định của Ottawa nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa ngày 22 tháng 12 cho hay mọi hành động chính trị hóa, hợp tác kinh tế là sai lầm và kêu gọi chính phủ Canada thúc đẩy một thị trường công bằng cho mọi nhà đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. WHO trấn an về biến thể virus Vũ Hán ở Anh. Ngày càng có nhiều nước trên thế giới điều chỉnh chính sách đi lại vì lo sợ trước khả năng lây nhiễm cao của biến thể mới của virus Vũ Hán ở Anh, bất chấp những trấn an của Tổ chức Y tế Thế giới về biến thể mới này. Đài BBC ngày 22 tháng 12 cho biết hơn 40 nước đã ngừng các chuyến bay từ Anh hoặc cấm nhập cảnh đối với du khách và hàng hóa từ Anh, trong khi Liên minh châu Âu EU đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tuyến để định hình một chính sách chung cho khu vực trước diễn biến mới nhất của đại dịch COVID Vũ Hán. Tại cuộc họp báo sáng ngày 22 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra sức trấn an dư luận trước sự lây lan nhanh của biến thể virus Vũ Hán, gọi đó là một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus và vẫn chưa được kiểm soát, như tuyên bố trước đó của chính phủ Anh. Điều quan trọng là phải minh bạch, phải nói cho công chúng biết về biến thể này, nhưng quan trọng không kém là đây cũng là một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus. Ông Mike Ryan, giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của WHO nói, dựa vào dữ liệu của Anh, các quan chức WHO cho biết họ chưa thấy bằng chứng về việc biến thể mới khiến mọi người mắc bệnh nặng hơn hay thậm chí dễ chết hơn so với các biến thể trước đây của virus này, mặc dù có vẻ biến thể ở Anh dễ lây hơn. Ông Ryan cũng cho rằng các quốc gia đã ban hành các hạn chế đi lại với Anh đang phản ứng một cách thận trọng. Điều quan trọng là mọi người đã biết điều này đã xảy ra, biết về cách biến thể này, quan chức Ryan nói. Các quan chức WHO cho biết các đột biến của virus Vũ Hán đến nay vẫn diễn ra chậm hơn so với virus gây bệnh cúm. Thậm chí biến thể mới ở Anh vẫn có tỷ lệ lây nhiễm ít hơn các bệnh khác, chẳng hạn như quai bị. WHO trấn an rằng các vaccine ngừa dịch COVID Vũ Hán đã phát triển cho đến nay có thể hiệu quả với cả biến thể mới này, mặc dù sẽ cần kiểm tra thêm để chắc chắn. Bà Somia, nhà khoa học trưởng của WHO nhận định, dù đã xuất hiện nhiều biến thể của virus Vũ Hán, nhưng cho đến nay vẫn chưa có biến thể nào kháng hay lần thuốc hoặc vaccine đang phát triển. Hy vọng vẫn đúng trong trường hợp này, bà nói về biến thể ở Anh. WHO hy vọng sẽ có thêm nhiều chi tiết hơn về tác động tiềm năng của biến thể mới dễ lây nhiễm của virus Vũ Hán trong những ngày hoặc tuần sắp tới, theo hãng tin Reuters. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.